Chào cả nhà mình. Hôm nay chúng ta đến đoạn video thứ 15. Video thứ 15 chúng ta tiếp theo cái phần lập kế hoạch để ra kinh doanh, lập kế hoạch để ra khởi nghiệp. Và đoạn video thứ 14 mình đã nói đến các bạn 4 phần rồi. Và đoạn video thứ 15 này mình nói 4 phần tiếp theo. 4 phần của đoạn video thứ 14 nó gồm cái gì ạ? Chúng ta phải viết ra cho mình của bạn kế hoạch kinh doanh, tại sao chúng ta phải viết ra, mình đã nói rồi. Cái phần số 2 mình nói gì ạ? Chúng ta phải mô tả cái việc kinh doanh mình nó rất là rõ ràng ra giấy. Mô tả về công ty, mô tả về sản phẩm, ai là người điều hành, ok chưa? Ai là những cái đối thủ của mình. Cái phần thứ 3 mình yêu cầu các bạn viết về gì? Viết cho mình một cái bản kế hoạch hành động. Phần thứ tư mình yêu cầu cho bạn viết gì ạ? Viết cho mình một cái bản kế hoạch tiếp thị. Đó là bốn phần của video thứ 14. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến phần thứ năm. Đó là chúng ta định giá sản phẩm của mình. Trong những năm tháng chia sẻ cho các bạn cái cách làm kinh doanh, cái cách làm khởi nghiệp hơn 10 năm qua, thì mình phát hiện ra một điều rằng là phần lớn các bạn mới ra khởi nghiệp cứ hỏi mình là em không biết bán giá bao nhiêu, em không biết định giá bao nhiêu, cái cách nào để em định giá. Đây là cái câu hỏi mà mình gặp gần như là nhiều, rất nhiều. Vậy thì một cái cách nó rất là đơn giản các bạn ạ, nó vô cùng đơn giản, nghĩa là chúng ta hãy xem đối thủ cạnh tranh của mình, những cái người mà họ kinh doanh cái sản phẩm giống mình, gần như mình, na ná như mình, đặc biệt là những cái đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mình, thì bạn xem họ như thế nào, họ bán với giá bao nhiêu, họ bán giá cao hay giá thấp, họ tập trung vào cái phân khúc khách hàng nào, thì đó là một cái cơ sở, mình ví dụ đi, bạn có một cái công thức định giá gì đó mà nó rất là tuyệt vời, tuy nhiên khi bạn định giá ra nó chả ăn nhập gì với cái giá mà hiện tại ở trên thị trường người ta đang mua bán cái sản phẩm đó. Bạn hình dung ra rồi chứ? Tuy nhiên cái đối thủ của chúng ta họ đã ra kinh doanh trước và họ đã có cái lề cho ta rồi, và cái đó là cái cơ sở tuyệt vời nhất để chúng ta quyết định cái giá bán của mình. Và sau khi chúng ta hiểu ra được, có được cái bảng giá chính xác của những người bán của chúng ta hoặc là những người kinh doanh trong khu vực của chúng ta, thì rất là đơn giản thôi. Bạn như thế nào ạ? Bạn về và bạn xem thử, cái sản phẩm của mình nó có cái gì đó hấp dẫn hơn của đối thủ không? Bạn ép vào, bạn thêm vào, nó có cái gì đó nó hấp dẫn hơn của đối thủ không? Nó có cái gì đó nổi trội hơn của đối thủ không? Rồi bắt đầu bạn định giá cho nó. Nó làm cho khách hàng cuốn hút hơn đối thủ. Khách hàng họ nhận ra, họ thấy ồ, tuyệt vời. Sản phẩm mới ra này, nó có những cái công năng, nó có những cái điều tuyệt vời hơn cả sản phẩm trước đây chúng ta dùng. Mà giá thì nó rất là phải chăng, nó rất là phù hợp. Và cái đó là một trong những cái yếu tố mà làm cho khách hàng nó thu hút về bạn. Mình ví dụ, vừa rồi có một bạn, bạn ra, bạn mở cái quán nước. Thì ở chung quanh khu vực đó cũng có quán nước. Và rất là đơn giản, bạn khảo sát giá một vòng tất cả các khu vực đó. Để bạn về, bạn ra được cái menu. Và trên cái chiến lược đó, bạn mới ra một cái khung size, cái size ly á, đặc biệt cho lĩnh vực của bạn, dĩ nhiên phục vụ nhiệt tình hơn rồi, thì lập tức bạn hút được cái khách, vì cái size đó đối thủ của bạn nó không có làm, cái size ly đó nó không có làm. Ví dụ ở chung quanh đó là người ta bán 20 mấy hết, thì bạn làm cái khung size, có một cái khung size ly nhỏ hơn một chút xíu, mà giá bán bạn có 15 thôi, nên là mọi người họ hút vào. Ví dụ vậy, nó có rất là nhiều cách, đó là một trong những cách thôi. Ngoài cái việc cạnh tranh về giá này, cạnh tranh về chất lượng này, cạnh tranh về dịch vụ này, thì chúng ta có thể xem xét để chúng ta như thế nào ạ? Cạnh tranh về môi trường, chúng ta có thể là bảo vệ môi trường, sản phẩm chúng ta bảo vệ môi trường,
nó sạch sẽ hơn, nó không có xả thác rải ra cái rác thải ra môi trường chấm chấm chấm. Hoặc là chúng ta cạnh tranh về gì? Về cái trách nhiệm xã hội. Trách nhiệm xã hội chúng ta đưa ra một cái chương trình là đóng góp cho trẻ em nghèo, cho sinh viên hiếu học, hoặc là một chương trình là đào tạo cho người lao động. Ok chưa? Nó có rất là nhiều cách. Hoặc là cạnh tranh về gì? Chúng ta quan tâm tới nhân viên của chúng ta nó nhiều hơn. Và nhân viên của chúng ta chính là cái người mà lan tỏa sang cho những người chung quanh. Hoặc là chúng ta có cái gì? Hoặc là chúng ta có những cái bằng cấp, những cái sáng chế, những cái giấy chứng nhận của các tổ chức. Hoặc là chúng ta có các cái được phấn đấu, được các cái tổ chức đánh giá tín nhiệm, họ đánh giá chúng ta cao hơn. Hoặc là chúng ta có những cái bài báo, những cái TVC, truyền hình nó quay về chúng ta. Và cái đó là cái minh chứng tuyệt vời nhất. Cái minh chứng tuyệt vời nhất để cho bạn định giá được nó tốt hơn, nó chất lượng hơn và nó hấp dẫn hơn. Bạn có bất kỳ công thức định giá nào mà nó không phù hợp với thị trường, nó lệch với thị trường, thì gần như là nó đều không phù hợp. Vậy là vừa rồi mình nói tới cái phần số 5, có lẽ bạn đã hình dung ra được rồi. Và bây giờ chúng ta tiếp tục sang phần số 6, đó là chúng ta tính toán các cái chỉ tiêu về tài chính. Các cái chỉ tiêu về tài chính. Nếu không có cái này gần như là cái rất là quan trọng. Ở phần trên, đúng không? Ở phần trên các bạn đã mô tả được cái cách sản phẩm nó vận hành và hoạt động như thế nào. Tiếp tục bạn đã mô tả được cái cách vận hành marketing nó như thế nào. Vậy thì bây giờ chúng ta cần phải tính toán các cái chỉ tiêu tài chính. Cái tính toán chỉ tiêu tài chính nó hay nó như vậy này. Là cái bản báo cáo tài chính, các chỉ tiêu tài chính nó biến cụ thể hóa hai cái bản mô tả ở trên đó, bản mô tả hoạt động kinh doanh đó và bản mô tả marketing đó, nó ra thành những con số cụ thể. Các bạn vô đây này, nó biến thành những cái con số rất là cụ thể. Cụ thể là con số gì? Tổng vốn đầu tư nó là bao nhiêu? Các loại chi phí, phí khởi nghiệp, phí duy trì nó là bao nhiêu? Doanh thu là bao nhiêu? Lợi nhuận là bao nhiêu? Dòng tiền, dòng lãi và dòng tiền dương và dòng tiền âm. Bạn hình dung chưa? Tức là chúng ta cần phải ra được cái đó. Và nó giúp cho chúng ta biết rằng là giai đoạn đầu chúng ta cần bao nhiêu tiền và các cái giai đoạn tiếp theo chúng ta cần bao nhiêu tiền. Không phải là chúng ta cần một cục tiền ngay từ đầu. Đồng ý là ví dụ là cái dự án đó chúng ta cần 300 triệu thì không có nghĩa là ngay lúc đầu cần 300 triệu. Bạn hiểu chưa? Có thể là giai đoạn bắt đầu chúng ta chỉ cần 50 triệu thôi để chúng ta chạy ra, chúng ta vận hành đã. Rồi bắt đầu là tiến độ tiếp theo tháng thứ 2, tháng thứ 3, tháng 4 nó mới cần bao nhiêu đó. Và bạn cần cái bảng gì đó? Cái bảng chỉ tiêu tài chính này, doanh thu này, lợi nhuận là lãi lỗ này, dòng tiền này, các cái phân bổ các theo đầu tư theo tháng 1, tháng 2, tháng 3. Cái bảng này nó phải theo tháng, theo quý và theo năm, bạn theo dõi liên tục. Bởi vì sao ạ? Bởi vì con số này nó liên tục nó dao động. Để từ đó bạn mới định ra được vậy thì chúng ta cần có cái phí khởi nghiệp là bao nhiêu. Nếu chúng ta có vốn chủ sở hữu của ta đang có thì tuyệt vời, còn không có thì chúng ta tìm nó ở đâu? Tìm nó ở đâu? Và một trong những cái điều rất là tuyệt vời là nếu chúng ta có thì cũng đừng bao giờ là lấy 100% vốn của chúng ta ra bỏ vào đó hết. Có những bạn không kinh nghiệm thì mình có 100 triệu lấy bất cứ bỏ 100 triệu vào vốn khởi nghiệp hết, vào cái phí khởi nghiệp hết. Lỡ nó có cái chuyện gì là chúng ta sẽ bị rớt ngay. Đừng bao giờ bỏ 100% vào cái vốn khởi nghiệp hết. Rồi duy trì, cái vốn duy trì nó là bao nhiêu và nó kéo dài bao lâu? Bởi vì tại sao chúng ta cần phải có cái duy trì? Bởi vì chắc chắn rằng không có một dự án kinh doanh nào mà ngay từ đầu nó mang về lợi nhuận để đủ chi trả cho toàn bộ cái chi phí hết. Các bạn phải mất hết một cái khoảng thời gian. Vậy thì cái vốn duy trì nó 3 tháng, 6 tháng hay là 1 năm tùy theo cái dự án mà chúng ta tính toán cho nó phù hợp. Chắc là tới đây các bạn đã hình dung rồi. Và trên cơ sở đó chúng ta cũng ra được chiến lược giá. Ở trên là định giá để chúng ta có cái công thức, còn ở chỗ này chúng ta ra cái chiến lược giá
phù hợp cho từng giai đoạn. Giai đoạn mới ra thì chiến lược giá như thế nào, giai đoạn tiếp theo là tiếp theo, giai đoạn sau nữa là giá nó như thế nào để cho nó phù hợp. Đó, bạn mình nói để các bạn hình dung ra. Có thể là nhanh quá thì các bạn có thể là nghe lại từ từ và chậm chậm để các bạn hình dung ra. Rồi, tiếp theo là chúng ta sang phần thứ bảy. Sang phần thứ bảy thì nó dễ thôi, chúng ta cần có một cái bản tóm tắt tổng quan. Y như là nhìn vào một cái bản kế hoạch kinh doanh đó, là cái tóm tắt tổng quan này nó nằm ngay cái tờ giấy đầu tiên nhất. Tóm tắt tổng quan để nằm trên một tờ giấy thôi, nhìn vào ai cũng hiểu hết. Chứ đừng có phải là một cái sấp giấy rất là dài gì đọc hết rồi mới hiểu được. Nó làm cho người ta bị rối cái đầu đi, và bạn cũng bị rối cái đầu đi. Vậy thì nhìn cái vào cái tổng quan này, chúng ta sẽ thấy gì? Cái thứ nhất, chúng ta sẽ thấy được là cái sản phẩm và ý tưởng kinh doanh của bạn nó là cái gì, nhanh gọn. Cái thứ hai, nó phải là gì? Vậy thì khi triển khai thì cái này nó kiếm được bao nhiêu tiền, tức là lãi bao nhiêu á, bao nhiêu năm chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền, cái con số rất là nhanh gọn lẹ cái chỗ đó. Cái thứ ba là vốn cần cho dự án này là bao nhiêu. Cái thứ tư á là tính pháp lý cho dự án này nó có đảm bảo hay không, lỡ phạm pháp thì sao, lỡ ai đó đã kinh doanh thì sao, bị phạm lấy của cái ai đó thì sao, cái tính pháp lý. Cái thứ năm là những người liên quan trong dự án này gồm ai, có liên kết với ai không, hay là bạn một mình, hay là bạn với gia đình bạn, hay là bạn với người bạn, hay là bạn với một cái tổ chức nào, gồm có những cái tổ chức nào ở trong này. Cái thứ sáu là cái công ty của bạn, cái sản phẩm của bạn nó tuyệt vời cả gì, cái công ty của bạn nó có cái gì tuyệt vời, nó có cái gì hay, nó có cái gì nổi trội, nó có cái điểm nhấn gì, nó có cái sự khác biệt gì. Và cái thứ bảy là bạn phải nêu ra được là tại sao bạn quyết định ra làm cái công việc này, tại sao bạn quyết định. Nó nói lên cái câu hỏi why, nó nói lên một cái sứ mệnh của bạn, tại sao. Đó, cái bạn tóm tắt rất là ngắn gọn. Làm cái bản kế hoạch kinh doanh thì chừng cuối cùng chúng ta phải có cái tóm tắt này, để khi bạn cầm cái bản kế hoạch kinh doanh này bạn đi tham vấn, thì những người tham vấn họ chỉ cần nhìn vào cái bản đầu tiên là bắt đầu họ nắm ra được. Họ chỉ cần một phút thôi họ nắm hết được ý của bạn rồi. Và bước thứ 8 là bước gì? Bắt tay vào hành động ngay. Bắt tay vào hành động ngay. Hành động là gì? Để chúng ta thử nghiệm. Thử nghiệm, không được nằm ở lòng vòng. Có thể là sau khi xong thì hành động nó có rất là nhiều dạng. Ví dụ như bạn muốn mở một quán phở thì bạn bắt tay vào bạn như thế nào? Chưa mở khai trương đâu, nó không phải. Bắt tay vào hành động là gì? Đi khảo sát ngay. Để gì? Để chốt ra được cái menu phở ngay. Đi khảo sát, bắt tay làm ngay. Đi test và thử nghiệm ngay, về nhà mua phở và tự nấu tự xử ngay. Để thử nghiệm, để cho người này test tới test lui. Để gì? Sau khi test xong á, chúng ta mới xây dựng được, chúng ta mới đúc kết ra được. Và như thế nào? Để chúng ta ra được một cái nó hoàn thiện hơn, để chúng ta có được cái ngày tung sản phẩm ra, hoặc là chúng ta có được cái ngày cụ thể là cái ngày gì? Cái ngày khai trương cái quán đó. Tức là ý là bắt tay vào hành động, làm những cái việc gọi là những cái việc người ta gọi là tiền. Tiền nghĩa là trước khi mà cái sản phẩm nó tung ra. Mà trước khi sản phẩm nó tung ra là chúng ta làm rất là nhiều việc. Các bạn có thể hình dung là làm thử nghiệm, test, đúc kết. Ví dụ phải chỉnh sửa, lại cái bao bì. Phải chỉnh sửa cái gì ạ? Phải chỉnh sửa lại cái màu sắc. Phải chỉnh sửa vào cái kích cỡ. Thậm chí phải gia giảm về chất lượng. Mình ví dụ ngày hôm qua mình có nhận một bạn cái món quà cà phê, và bạn đã làm bao bì rồi, mọi thứ rất là đẹp rồi, nhưng mà bạn bán cho một loạt khách hàng đó, và bây giờ bạn phải về bạn điều chỉnh lại cái size thùng, bởi vì cái hộp nhỏ bên trong và có một cái hộp bao bên ngoài, và cái hộp bao bên ngoài khách hàng về họ khó khăn để họ đưa vào quá, họ khó khăn quá, nên bây giờ phải điều chỉnh lại làm cho nó một nửa thôi. Đó, các bạn thấy được cái giai đoạn này là cái giai đoạn điều chỉnh đủ thứ. Và cái giai đoạn này bạn phải tìm ra được những cái tình huống, những cái vấn đề mà bạn cần giải quyết, để khi thực tế sản phẩm bung ra thì như thế nào thì nó hạn chế vướng những cái việc này đi. Chứ để mà thực tế bung ra thật rồi mà nó còn vướng những cái tình huống này là chết, hoặc là nó không khớp với thực tế là tiêu. Ví dụ như là bạn
bạn như thế nào ạ? À? Bạn đóng hộp, ví dụ bạn kinh doanh hải sản đi, bạn đóng trong cái hộp gì mà như thế nào mà để gửi đến tay các khách hàng, ví dụ hải sản mực khô đi, bạn đóng không khéo là hộp nó bí quá, nó sẽ bị mình, ví dụ như là cách đây một tháng mình nhận trứng vịt lộn, có một bạn bạn kinh doanh cái trứng vịt lộn, thì cái hộp của bạn á, nó lòi ra hai đầu. Cái hộp bạn làm hộp cà tông rất là đàng hoàng, mà nó không phải là một cái hộp kính, nó không phải là như hộp bạn đựng trái cây hộp kính, mà nó là cái hộp ló hai đầu. Hai đầu này là trống, rồi ở đây là cái rổ trứng bạn gắn lên. Mình mới nói sao kỳ vậy, sao kỳ kỳ vậy, sao cái hộp nó ngộ vậy, sao tại sao không làm kính luôn. Bạn mới giải thích rất là thú vị, đó là bạn đã biết cái từng hộp nó với thực tế. Bạn nói là lúc xưa em không kinh nghiệm, em làm kính như vậy và tới là trứng nó bị nóng, tại bạn bán trứng vịt lộn mà, bán trứng vịt lộn tươi à, nên bây giờ em mới điều chỉnh lại và cái hộp để nó ló ra hai đầu để trứng nó thoáng, nó không bị các bạn thấy chưa, hay không ạ? Rất hay. Vậy thì vừa rồi mình đã chia sẻ bạn cái đoạn video thứ 15, và bạn hãy xem kỹ lại từng bước, và bạn nó kết hợp với đoạn video thứ 14 nữa nhé, kết hợp lại là nó ra cái bản kinh doanh à. Đoạn video tiếp theo thứ 16 mình sẽ chia sẻ đến các bạn về cái kế hoạch tài chính rất là rõ ràng, phân tích rất là sâu về tài chính. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đoạn video này. Các bạn hãy theo dõi trang của mình, hãy đăng ký subscribe kênh YouTube của mình và kênh Facebook của mình, và mình sẽ chia sẻ bạn những cái đoạn video tiếp theo. Cảm ơn các bạn. Chào bạn.